Ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 tại tỉnh Lạng Sơn. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại một số khu vực trên địa bàn huyện Hữu Lũng, thăm động viên tặng quà chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Tỉnh Lạng Sơn đề xuất chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống sạt lở đất đối với các tỉnh miền núi, đề nghị các bộ ngành trung ương xem xét bố trí vốn để tỉnh đầu tư xây dựng cầu qua sông tại một số vị trí trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí lưu ý, tỉnh Lạng Sơn tập trung tối đa cho việc khắc phục hậu quả do bão gây ra để nhanh chóng giúp người dân trên địa bàn ổn định đời sống. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xử lý nguồn nước sinh hoạt, xử lý môi trường, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất để kịp thời cảnh báo di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước thượng nguồn đổ về khiến cho hàng nghìn hộ dân của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ngập trong nước lũ, mất điện sinh hoạt. Thiếu nước sạch đang khiến cho đời sống sinh hoạt của nhiều người dân gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định cuộc sống. Hiện tôi đang có mặt tại xã Gia Thủy của huyện Nho Quan, nơi được coi là một trong những cái vùng rốn lũ của huyện với hơn 1.000 hộ dân sinh sống và bị ảnh hưởng. Và hiện nay thì mực nước ở đây đang dâng lên rất là cao, có nơi đã ngập sâu đến 5m và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, mực nước sông lên cao kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt diện rộng vùng bãi ven sông và các xã vùng trũng thấp khu vực dân cư trên địa bàn. Đến nay toàn huyện có khoảng hơn 2.500 hộ bị ngập lụt, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. 3-4 ngày hôm nay thì gần như là thôi, cho đến giờ phút này là cô lập hoàn toàn bởi nước lũ khoảng 1,5m rồi, là chìm sâu trong nước. Hiện đối với các địa phương bị ngập, huyện Nho Quan đã triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức bố trí lực lượng y bác sĩ và chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho nhân dân, bố trí nơi ăn ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Còn nhiều gia đình còn rất nhiều khó khăn, vấn đề là lũ bão hiện lũ lụt hiện nay là tình hình rất là căng thẳng. Hiện mực nước ở sông đáy tại Ninh Bình là 4,20m, trên mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 là 0,26m. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, huyện Nho Quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân biết để phòng tránh và nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt. Ngay sau khi nước rút, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được các địa phương quan tâm thực hiện. Chiều qua, quân khu 1 tổ chức đoàn công tác đến phun sát khuẩn khử trùng môi trường tại khu dân cư phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra. Sau khi nước rút do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra, tại những vùng bị thiên tai lũ lụt, môi trường, nguồn nước thường bị bẩn ô nhiễm do chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết, là nguyên nhân khiến vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi phát triển, dẫn đến lan truyền mầm bệnh. Lực lượng tham gia có hơn 30 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện và đội y học dự phòng cục hậu cần, phối hợp với hơn 20 cán bộ thanh niên trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên, tiến hành phun khử khuẩn 150 kg chloramin B cho 70 ha diện tích gồm các cung đường, nhà dân thuộc những điểm bị ngập úng do bão số 3 gây ra tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ quân khu 1 đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, giúp nhân dân trong phòng các dịch bệnh phát triển sau lũ. Chiều ngày 12 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng cho biết, đến thời điểm này, hơn 90% mạng viễn thông trên địa bàn thành phố đã được khôi phục sau thiệt hại nặng nề của bão số 3. Đến nay, mạng viễn thông di động trạm BTS toàn Hải Phòng đã khôi phục được 790 trạm. Theo số liệu tổng hợp, bão đã gây sự cố hạ tầng thông tin liên lạc sau bão với 1.428 trong tổng số 2.650 trạm BTS mất liên lạc. Trong đó có 70 trạm bị gãy đổ cột anten, 25 trạm bị hư hỏng nhà trạm do đổ tốc mái vỡ kính. Thiệt hại đã khiến 112 trong tổng số 157 nút gom mạng cấp huyện bị mất liên lạc. Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã chỉ đạo và phối hợp các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khôi phục các mạng cáp quang cho địa bàn trong đất liền, duy trì máy phát tại các trạm còn đang bị mất điện lưới, khắc phục các kết nối vi ba ra các huyện đảo.